ơn ông bà mục sư Ngôn, ông bà mục sư Thuận cùng tất cả ông bà chị em trong hội thánh Lời Chúa tại đây. Cảm ơn Chúa đã cho tôi có cơ hội và được ông bà mục sư cho phép để sáng nay tôi được thay mặt cho gia đình tôi để dâng lời cảm ơn Chúa trước hết. Trong Thi Thiên 103, tôi xin công bố lời Chúa: Hỡi linh hồn ta, hãy ngợi khen Đức Giê-hô-va. Mọi điều gì ở trong ta, hãy ca tụng danh thánh của Ngài. Hỡi linh hồn ta, hãy ngợi khen Đức Giê-hô-va, chớ quên các ân huệ của Ngài. Ấy là Ngài tha thứ các tội ác ngươi, chữa lành mọi bệnh tật ngươi, cứu chuộc mạng sống ngươi khỏi chỗ ngươi nát, lấy sự nhân từ và sự thương xót mà làm mão triều đội cho ngươi. Amen. Đó là lời Chúa và có cớ để sáng nay tôi dâng lời cảm tạ ơn Chúa. Em tôi là Nguyễn Hữu Trí, đã qua từ Việt Nam qua Mỹ gần 16 năm. Và trong suốt 16 năm thì trong cái đời sống tin kính thì em tôi bị muội lần. Mặc dù sống trong một cái gia đình là truyền thống, là ông bà nội, ông bà ngoại, ba mẹ tôi là người tin kính Chúa ở tại Đà Nẵng. Nhưng mà qua đây với một cuộc sống rất là bon chen, phải làm việc, cho nên là đã mất đi rất là nhiều thời gian để đến với Hội Thánh. Cảm ơn Chúa thì ba mẹ tôi và các anh chị em tôi, gia đình tôi có tới 10, ba mẹ tôi có 10 người con. Và tất cả anh chị em tôi cùng với ba mẹ cầu nguyện cho em tôi rất là nhiều. Và không biết như thế nào để có thể đưa em tôi trở về trong đời sống tin kính. Chúa thì không bao giờ bỏ qua sự cầu thay. Và cảm ơn Chúa thì em tôi thời gian qua đã bị bệnh. Khi mà nằm xuống thì tôi không biết phải làm sao để có thể đem lời Chúa đến với em. Trước khi em tôi bị bệnh á, trong mùa hè vừa rồi á, tôi đang sinh hoạt ở Hội Thánh Alip của mục sư quản nhiệm là mục sư Phan Phụng Hưng. Thì khi mục sư về Việt Nam nghỉ phép thì ông bà mục sư Ngôn có đến Hội Thánh để mà giảng lời Chúa. Thì trong cái buổi thông công, tôi ngồi gần bà mục sư và tôi biết được bà mục sư đang ở tại trên nốt này. Và lòng của tôi thì muốn cho em tôi có một cái chỗ để mà sinh hoạt. Tại vì nếu mà xuống ở dưới khu vực Belen thì xa quá, mà khu ở trên này thì tôi không biết được. Cảm ơn Chúa thì trong cái buổi thông công thì tôi có nói chuyện với bà mục sư và biết được bà mục sư đang ở tại Hội Thánh ở đây. Và tôi có xin bà mục sư số điện thoại để có thể liên hệ và gửi gắm em tôi. Thì tôi cầu nguyện, nhưng mà em tôi khi nó chưa mở lòng. Và từ mùa hè cho đến tháng vừa rồi thì tôi không biết cách nào hết và tôi chỉ biết cầu nguyện. Thì Chúa cho em tôi, trong ý Chúa, em tôi bị bệnh rất là nặng. Vậy và vitamin C thì lúc đó thì tôi rất là lo lắng và tôi nhắn tin cho mục sư Ngôn: mục sư ơi, nhờ mục sư đến thăm em tôi tại trong bệnh viện ở số đó. Tôi cũng nói với mục sư Phan Phụng Hưng, em tôi đang nằm bệnh viện ở đó. Và trong cái mùa Giáng sinh vừa rồi, ngày 22, thì tôi không nghĩ là mục sư Ngôn có thể có thời gian để đến thăm em tôi được. Thì tôi không có nghĩ tới như vậy, nhưng mà tôi được nhận cái message là tôi sẽ đến thăm anh Trí trong buổi sáng hôm nay. Cảm ơn Chúa, tôi rất là vui mừng và tôi được đồng hành cùng mục sư Ngôn đến với tại bệnh viện. Thì khi trên đường đi á, thì tôi được Chúa nhắc nhở một điều rằng là xin mục sư hãy nói với em tôi, em tôi phải mở lòng, phải tiếp nhận Chúa Jesus Christ vào trong cuộc đời để là Chúa làm chủ, làm Chúa cuộc đời của em tôi. Thì lúc đó thì mục sư mới tiếp tục cầu nguyện để chữa lành được. Tự nhiên Chúa nhắc tôi cái điều đó và tôi có nói mục sư điều này và mục sư kêu: ô, vậy cũng tốt, chúng ta sẽ làm như vậy. Thì khi tới thì tôi với mục sư Ngôn có nói với em tôi mà cái điều mà ông bà
Ông bạn chị em ở đây rất là ngạc nhiên đúng không? Tại vì sao mà trong 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 gia đình cơ đốc nhân, trong gia đình con cái Chúa mà phải tin nhận Chúa lại? Tại vì thật sự là khi mình ở trong một cái gia đình là tin kính, nhưng mà thật sự cái cá nhân của mình chưa gặp Chúa, chưa mời Chúa làm Chúa, làm chủ cuộc đời của mình, thì là mình chỉ là tin, người ta nói là đặt dòng thôi. Thì cảm ơn Chúa, thì khi tôi nói với em tôi về cái lẽ thật này, nói là bây giờ em phải mở lòng ra, em phải đón nhận Chúa Giêsu Christ vào làm Chúa, làm chủ cuộc đời của em. Em phải tin nhận Chúa lại để Chúa có quyền trên cuộc đời của em được. Thì cảm ơn Chúa, khi mà tôi hỏi em tôi, em có sẵn sàng mở lòng ra đón nhận Chúa không, thì em tôi nói em sẵn sàng. Cảm ơn Chúa, cái lời nói này nó không phải là đơn giản, không phải là dễ. Vì những cái năm tháng cũ, khi mà tôi nói về những điều này thì em tôi không có đồng ý. Cảm ơn Chúa, thì ngay cái lúc mà em tôi nói sẵn sàng rồi á, thì bắt đầu mục sư cầu nguyện cho em tiếp nhận Chúa lại. Cảm ơn Chúa, khi mà cuộc đời của em đã được Chúa thay đổi. Và như khi mà mình biết được rằng một con người khi mà chết, Chúa đã làm cho sống lại như thế nào, thì em tôi hiện nay cũng được như vậy. Từ khi mà có Chúa, trước khi có Chúa thì em tôi chết về phần thuộc linh. Nhưng mà khi em tôi nhận biết Chúa và mở lòng ra đón nhận Chúa, thì em tôi đã được sống lại trong đời sống thuộc linh. Và hiện nay khi mà mục sư Ngôn và mẹ tôi và tôi đến, thì em tôi nằm thoi thóp, mê man, không nói được, nói rất là khó khăn. Nhưng mà sau khi mục sư cầu nguyện rồi á, Chúa làm phép lạ ngay tức thì, là em tôi ngồi lên rất là vui vẻ và đói bụng đòi ăn. Cảm ơn Chúa là Chúa làm việc ngay tức thì, và sự chữa lành của Chúa đã đến trên thân thể của em tôi. Cảm ơn Chúa là Chúa đưa tôi con người từ tối qua sáng, từ chết thì được sống lại. Và tôi có cớ để mà gia đình tôi có cớ để ngợi khen Chúa sáng hôm nay. Thì cảm ơn Chúa. Thì sau đó em tôi, mục sư nói rằng tối nay có chương trình, tối ngày 22 tháng 12 có một chương trình truyền giảng. Thì em tôi đang nằm ở bệnh viện á, mà em tôi nói rằng là ô tối nay em sẽ đi. Cái tôi mới nói là không được, em đang nằm trong bệnh viện mà sao em đi được. Thì em nói không, em đi được. Đó là cái tấm lòng mà được Chúa làm chủ rồi ấy. Em tôi rất là phấn chấn và rất là khao khát được đến nhà của Chúa mà trước đó thì không có. Cảm ơn Chúa. Thì nói thật sự là 1:30 mục sư đến cầu nguyện 12 giờ, thì 1:30 em tôi được xuất viện và về nhà. Và cho đến hôm nay thì ít bữa nữa em tôi phải trở về lại, vào lại trong bệnh viện để test lại, và sẽ có một cái hội chẩn lại của bác sĩ. Hiện nay thì Chúa cho sáng nay em tôi từ ở trên nút mà chạy về khu vực Meme để đón tôi rất là ngạc nhiên. Từ vì trước đây rất là yếu, rất là mệt, nhưng mà sáng nay Chúa cho tinh thần em rất là phấn chấn. Và cảm ơn Chúa là sau gần hơn 16 năm em tôi có ăn năn với Chúa và nói rằng là chị ơi, gần 16 năm hôm nay là ngày đầu tiên em được dự lễ tiệc thánh với hội thánh. Cảm ơn Chúa, cảm ơn Chúa, Chúa làm việc hết sức rất là tốt lành. Và sáng nay em tôi có mặt ở tại đây và tôi cảm ơn Chúa vì lời Chúa nói rằng là nhưng ai ở trong Đấng Christ thì nấy là người dựng nên mới, những sự cũ đã qua đi, này mọi sự sẽ trở nên mới. Và tôi tin rằng là những cái sự cũ, những cái tội lỗi của em tôi thì Ngài đã gánh hết, thay trên thập tự giá rồi. Và giờ này Chúa đã làm cho em tôi trở thành một tạo vật mới trong Chúa. Và tôi cũng rất là khao khát nhờ ông bà mục sư, mục sư Thuận, mục sư Ngôn ở đây cùng với tất cả ông bà chị em trong hội thánh yêu thương và cầu thay, nâng đỡ và kích lệ cho em Nguyễn Hữu Trí của tôi trong những ngày em tôi còn sống ở trên thế gian này, có cơ hội được đến với hội thánh, được sinh hoạt, được kích lệ và được lớn lên. Vì một đời sống mà nếu không ở trong hội thánh của Chúa thì em tôi sẽ bị nguội dần. Bây giờ khi cái Thánh Linh đang làm việc và đang rất là nóng, mà nếu mà chỉ cần ở riêng lẻ một chút thì nó sẽ nguội đi. Và cảm ơn Chúa thì Chúa đã ban cho em tôi có hội thánh tại đây. Và tôi rất là vui vì từ nhà em tôi đến đây chỉ có 14 phút thôi.
và cái rất là gần mà lâu nay không biết. Và cảm ơn Chúa, qua cái sự việc em tôi nằm bệnh viện, em tôi ngã bệnh, thì đó là cũng là một cái điều trong ý của Chúa để em tôi được đến với Hội Thánh, được được thay đổi của đời sống thuộc linh của mình mà được đến với Hội Thánh. Vì em tôi có một cái sự lừa dối trước đây là nói rằng là em không cần đến với Hội Thánh chị, nhưng mà em vẫn nghe lời Chúa mỗi ngày. Em lên xe là em bật lời Chúa, em ở nhà em bật tivi ra em cũng nghe mục sư giảng. Mà có một điều rất là quan trọng, một cái điều mà tôi muốn nói với Hội Thánh rằng là mặc dù em tôi không đến với Hội Thánh trước đây, nhưng mà em tôi mở đài lên và nghe được mục sư Ngôn giảng, mục sư Thuận giảng. Cho nên khi thấy mục sư Ngôn là em tôi biết liền là con kính chào mục sư. Tôi kêu, ủa sao em biết được mục sư? Dạ em thấy mục sư trên tivi, trên đài. Cho nên em rất là quen, rất là biết mục sư Thuận. Cảm ơn Chúa, Chúa đã đặt để và Chúa đã cho em tôi có những cái mối mà quan hệ mới biết như vậy. Nhưng mà thật sự trong cái thập tự giá thì có chiều đứng và một chiều ngang. Chiều đứng là mình tương thông với Đức Chúa Trời, và chiều ngang đó là giữa con người và con người, giữa anh em trong cùng một Đức Thánh Linh, trong cùng một Cha, thì có một cái sự quan tâm, một cái sự cầu thay, nâng đỡ, khích lệ, an ủi. Cảm ơn Chúa vì điều đó. Và sáng nay trên đường đi đến đây, tôi cũng nói với em tôi rằng là em phải đến với Hội Thánh. Đó là sự thông công với nhau để mà nắm biết hết tình hình và chia sẻ kích lệ trong đời sống đức tin của em, trong phần thuộc thể cũng như phần thuộc linh. Có điều gì thì có các mục sư và các ông bà chị em sẽ cầu thay cho em nữa. Để em tôi rất là vui. Cảm ơn Chúa vì Chúa cho tôi có cơ hội để làm chứng về Chúa, về những cái điều đó. Tất cả mọi sự được dâng lên Chúa, sự vinh hiển thuộc về Ngài. Amen. Chúng tôi cảm ơn Chúa, cảm ơn bà mục sư, cảm ơn Hội Thánh đã cho tôi có cơ hội để làm chứng.